Xin chào toàn thể các anh chị em đã quay trở lại với video của đồng hồ Duy Định Rất vui được gặp lại các bác trong video review sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật Bản Và trong video ngày hôm nay là một trong những cái sản phẩm vô cùng là đặc biệt Và bên em cũng mới về hàng à, Muốn gửi tới cho các bác tham khảo trong cái video này với những mẫu sản phẩm Chỉ từ uh, quanh 2 triệu trở lên với những chiếc đồng hồ máy cơ Chúng ta có những cái thương hiệu như Seiko, Oran hay là Fubo Đó là những cái mẫu sản phẩm mà dự Định có mua được từ một uh, nô hàng đồng hồ đã qua sử dụng lướt tuy nhiên thì chúng ta có cái giá trị của sản phẩm còn rất là chất lượng và đảm bảo à, đầy đủ những cái thông số và uy tín cho anh em có thể sử dụng những cỗ máy lướt này và với những cỗ máy lướt thì chúng ta sẽ có trong video này là bốn mẫu sản phẩm đều đầy đủ hộp sổ tình trạng còn rất đẹp và mức giá thành hợp lý các bác quan tâm thì có thể liên hệ với dự định qua số hotline em để góc trái màn hình à, và sau đây thì cùng các bác tham khảo với những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay nhé Uh, với chiếc đồng hồ đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc thuộc dòng Fubo Design có nghĩa là cỗ máy này, nó mang một cái thương hiệu và đó chính là Fubo uh, và được thiết kế bởi cái thương hiệu này nó sẽ mang trên mình một cái cỗ máy của Nhật Bản các bác nhé uh, Và trong tình trạng của sản phẩm thì chúng ta vẫn còn đầy đủ hộp sổ này còn uh, giấy sách hướng dẫn và bên trong thì sẽ có một cuốn sách hướng dẫn của Nhật Bản và có đi kèm cái uh, cuốn sổ bảo hành của chiếc này tại thị trường Nhật Bản ở trong này đó là chiếc đồng hồ được sử dụng và lưu hành tại thị trường Nhật Bản và phiên bản hộp thì rất là đẹp đó, bên ngoài sẽ là lớp da còn lại bên trong thì nhân vật chính của chúng ta sẽ có một chiếc thuộc dòng Fubo Design nó mang phong cách thiết kế vô cùng là trẻ trung và nó có trên mình một cái thiết kế cỗ máy của Nhật Bản và hiện tại thì chiếc này nó mang trên mình là một cỗ máy cơ các bạn nhé đây là máy cơ thì chúng ta sẽ có một cỗ máy Uh, có độ hoàn thiện cũng khá là tốt chiếc này thì có sử dụng tuy nhiên thì chắc chỉ sử dụng một vài lần thôi các bạn có thể thấy được cái nớp nót của dây da bên trong còn rất là đẹp có sỏ lỗ một vài lần uh, và cần giữ được thể tác đầy đủ những cái thông tin đi kèm chiếc này thì sẽ có cái mã là F0912 đó, uh, và hiện tại thì uh, tại đồng hồ dự định sẽ có mã là D181 một. Uh, cái kích thước size là 42 và mã số là Fubo 9 F F9012 các bác nhé Chia sẻ luôn cho anh em mức giá của chiếc này Chỉ là 2 triệu 100 ngàn thôi Đó, Một cỗ máy cơ uh, Mang cái phong cách là thiết kế trẻ trung Với dòng uh, Small Chicken Cỗ máy này thì nó mang trên mình Một cỗ máy của Citizen Với thiết kế đầu 82 uh, 8220 của Citizen uh, Các bác có thể thấy được Với một cái cỗ máy Mizuta uh, Rất là đẹp và nó mang trên mình Một cái cỗ máy của Citizen thì cái độ ổn định cũng như là cái độ bền bì của sản phẩm thì cực kỳ là tuyệt vời búa vang trôi rất là mượt mà và mặt sau thì cỗ máy nó đang còn khá là mới mẻ với những cái thông tin như Fubo Design uh, chúng ta sẽ có thép không gì độ khả năng kháng nước là 3 tem và chúng ta sẽ có về cái thiết kế của dòng này thì cực kỳ là tuyệt vời đi kèm với dây da và nó còn kết hợp với một cái bộ khóa bướm nữa cơ đó khá là hay mức giá này mà chúng ta đang có sở hữu với một thiết kế khóa bướm Uh, rất là tiện dụng và thường thì những cái dòng cao cấp nó mới được sử dụng như hay Seiko thì cái dòng Fubo này nó đã trang bị trên mình một cái bộ khóa bướm chống gập. Rất là hay rồi và mức giá thành lại hợp lý nữa. Chiếc này thì với một cái thước size vừa phải cho anh em có chu vi cổ tay khoảng 15 đến 17 uh, trở lên có thể sở hữu cái dòng sản phẩm này và chúng ta đang có trên mặt số đó chính là mặt màu đen uh, với những cái vân uh, được thiết kế là vân nổi trong mặt số rất là đẹp. Lòng trong cùng thì nó sẽ có cái da à, vân gần như là vân cốt à, Và chúng ta sẽ có ở trên các cầu số là cái vân à, các đường tròn đồng tâm gọi là vân rãnh Thì chúng ta sẽ có cái thiết kế rất là trẻ trung và thanh lịch Góc 3 giờ sẽ có ô lịch ngày Và góc 5 giờ ở đây chính là một cái ô cửa sổ small second các bác nhé Kim dây đấy, đó là thiết kế kim dây Còn góc 12 giờ sẽ là logo Với các cái cầu số từ 1 đến 3 này Từ 9 đến 12 nó là góc số nằm mã còn phần dưới này nó lại là cọc số là cọc vạch rất là hay ở góc 7 giờ sẽ có dòng chữ automatic đối với một cỗ máy cơ và hiện tại thì với cái đầu máy Mizuta đầu máy 82 của Citizen sẽ có thiết kế đó chính là máy cơ tự động có hỗ trợ có tay luôn và chưa có dừng kim dây khi chỉnh giờ tuy nhiên thì cỗ máy của Mizuta là một trong những cỗ máy rất là bền bỉ và cái uh, độ ổn định của sản phẩm thì cũng rất là cao phù hợp cho anh em trong cái tầm giá chiếc này thì uh, giao lưu cùng các bác là 2 triệu một trăm một chiếc gần như là bản trưng bày rất là đẹp về thân vỏ sẽ được đánh phay bóng hoàn toàn đó uh, và chúng ta sẽ có thân vỏ bên góc phải còn núm chỉnh to bản dễ dàng nên có tay và chiếc này thì đang giao lưu cùng các bác mức giá là hai triệu một trăm đối với một cỗ máy cơ uh, và chiếc này thì được xuất phát từ nhật bản là một trong những thương hiệu về đồng hồ cơ bình dân rất là nổi tiếng với những cái thương hiệu uh, đi đầu trên thế giới về đồng hồ cơ đeo tay tầm trung. Đó là chiếc đồng hồ đầu tiên là thuộc dòng Fubo, đến sản phẩm số 2 thì đây là một chiếc đồng hồ thuộc dòng nuka Seiko, đó Seiko LK. Thì chiếc này là thuộc phiên bản của nữ các bác nhá. Rất là hiếm khi mà em có một chiếc đồng hồ máy nữ, thực sự là trước giờ em thường hay Sanseo hay là order thường là máy nam. Tuy nhiên thì với chiếc đồng hồ trong ngày hôm nay thì em có sẵn được một chiếc máy nữ. Nó khá là hay. Uh, chiếc máy nữa này thì nó có một cái phong cách thiết kế khá là đẹp và chúng ta đang có chiếc này thì được mua tại amazon của nhật bản amazon.co.jp đây chiếc này thì được mua tại nhật các bác nhé uh, và chiếc này thì uh, là một cỗ máy cũng đã qua sử dụng lướt và tình trạng còn rất là đẹp phù hợp cho các bác có thể mua tặng người thân hoặc là có thể các chị em cũng có thể theo dõi video này có thể mua hàng được với cỗ máy cũng khá là cao và tình trạng sản phẩm thì cũng rất là đẹp chiếc này thì nó sẽ đi kèm một phiên bản hộp khá là phù hợp cho các bác để làm quà tặng bên trong bên ngoài đều có hộp đẹp cả LK, Seiko và bên trong thì có một cái hộp da khá là mềm mịn và đầy đủ hộp sổ để cho nhau có thể làm quà tặng hay là các chị em mua về để sưu tầm cũng đều được và chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mang phong cách open hết hở tim ở vị trí góc 9 giờ đó hở tim ở vị trí góc 9 giờ và chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó rất là sang trọng phù hợp với các chị em đó chính là cọc số thì được đính những viên đá và còn lại là chúng ta sẽ có sự thanh lịch đó chính là dây da và thân vỏ ở mã PVD màu vàng mặt Mà số màu trắng đi kèm với dây da sẽ có tông màu đỏ giờ vân cá sấu dây da cá sấu các bác nhé khá là mềm mại còn có một cái sự hay nữa nó còn thiết kế với một cái phần khóa bướm hay gọi là khóa chống gập rất là tiện lợi cho anh em hay là các chị em có thể sở hữu và chúng ta có khóa zin chính hãng LK có logo ở trên phần thân khóa còn về cỗ máy thì anh em yên tâm rằng đối với một cỗ máy của nữ mà cũng có được trang bị một cái đầu máy rất là cao luôn thực sự là một cỗ máy 4R38A của Seiko đã được trang bị trên cái dòng máy nữ này thì chứng tỏ là chúng ta đang có một cái độ hoàn thiện cũng rất là tỉ mỉ trên cái dòng máy dành cho cả nữ Thường thì đối với máy của nữ size nó rất là nhỏ. Và chiếc này thì nó có size khoảng 34.5. À, anh em mà có thể tay nhỏ hay là các chị em à, tay vừa phải thì có thể sử dụng chiếc này thì vô cùng là đẹp. À, với một chiếc đến từ Seiko. Và hiện tại thì à, chiếc này thì đang giao lưu cùng có bác mức giá rất là tốt nhé. Với mã là D174, size là 34.5. Mã SSVM012. Chia sẻ luôn cho anh em mức giá là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Thì với chiếc này chúng ta đang có... À, một cái thiết kế máy đời cao này. À, và chúng ta sẽ có khả năng kháng nước là 13. Chị em có thể sử dụng với nước thoải mái. Của máy 4R38, 24 chân kính. Máy thì có hỗ trợ có tay và có cả dừng kim dây khi chuyển giờ. Rất là tuyệt vời. Và thiết kế thì khá là sang trọng. À, độ mới của chiếc này thì khoảng 90%. dành cho bộ dây cũng còn khá là mềm mịn. Có thể à, mua về các bác có thể sử hữu được luôn. Với một phần dây khá mềm và thân vỏ thì chúng ta cũng còn những cái thiết kế khá là đẹp đây là thân vỏ của sản phẩm sẽ được đánh phay bóng và chúng ta sẽ có phần viền benzo và cũng được mạ pvd màu vàng cũng khá là phù hợp và sang trọng à, phải nói là chia sẻ với các bác thì chiếc này nếu mà mua ở trong hãng máy mới thì nó đang có mức giá khoảng 9 triệu đó còn à, nếu mà các bác mua được máy à, lướt hay là anh em tiết kiệm thì có thể sở hữu cái sản phẩm này nó sẽ tiết kiệm cho anh em khá là nhiều cỗ máy thì còn rất là bền bỉ vì cái đầu máy 4 r của seco thì là một cái cỗ máy có đủ các tính năng và cũng là một cỗ máy rất là bền bỉ cho anh em theo thời gian và năm tháng nó tốt hơn máy 7 s của Seiko rất là nhiều và đối với một chiếc máy nữ thì chúng ta cũng có một trang bị một cỗ máy này rất là xịn sò và đáng chơi cho anh em trong tầm giá đó là chiếc Seiko số 2 là một chiếc đến từ dòng Seiko LK của nữ và bước sang sản phẩm số 3 thì chúng ta sẽ có một chiếc mang thương hiệu Orange và chiếc này thì nó là một cái phiên bản màu Uh, mà được anh em rất là ưa chuộng và tìm đón cái dòng sản phẩm Oran uh, chiếc này thì nó là phiên bản đời mới mang cái tên là Oran Kamasu nó là sự uh, thay đổi và cải tiến của dòng Marco 3 kết hợp với Marco 2 để cho ra à, em xin lỗi là kết hợp của Marco uh, kết hợp của Marco 3 và sự kết hợp của Oran Ray các bạn nhé uh, và chúng ta sẽ cho ra một cái thiên thiết kế mang phong cách nhiều anh em gọi là Marco 4 ấy. Tuy nhiên thì cái tên chuẩn của nó là Oran Kamasu là sự kết hợp rất là hài hòa của hai phiên bản đó. Ở chiếc này thì sẽ có một cái mã là D176 size 41.5 mã là RAAA0812 L19B thì chiếc này dự định cũng mua tại thị trường Nhật Bản về với một cái mức giá dành cho sản phẩm là 3 triệu 950 000 còn lại về cái độ mới của chiếc này thì đang còn trên 90% thì nó khoảng 93% các bạn nhé rất là đẹp dây thì đánh phay xước này chưa có những cái vết xước lớn ở trên thân vỏ và phần dây ở dây thì đánh phay xước rất là đẹp còn về thân vỏ thì còn gần như là mịn nguyên chiếc này thì cái mức độ sử dụng rất là ít đánh phay xước ở phần hông thân vỏ chưa có một cái vết xước vết cấn nào trên thân vỏ cả mặt kính thì sẽ là kính sapphire vòng benzen của chúng ta thì sẽ có là vòng benzen một pepsi khá là Mặt trong cùng của chúng ta thì sẽ có thiết kế mặt màu xanh deep blue Có hiệu ứng chảy tia Và có hiệu ứng chuyển màu ở chân các cọc giờ Và đối với dòng Kamasu thì chúng ta có dạng quang siêu sáng trên cái dòng này Nên nhà em sở hữu chiếc này thì yên tâm về dạng quang và độ sáng của sản phẩm khi mà theo dõi giờ vào buổi tối Chiếc này thì size 41.5 Phù hợp cho các bác có cổ tay tầm khoảng 16 trở lên Rất là đẹp thường thì bên em sẽ săn những cái sản phẩm còn thoải mái dây cho các bác nhé bên ngoài thì còn hai mắt thừa và bên trong thì chúng ta đang có một cái size dây là 16.5 thì uh, chúng ta có thể sở hữu với một cái cổ tay tầm khoảng 18 vẫn có thể ok nó xe tay khoảng 18 vẫn thoải mái uh, với chiếc này thì đủ 3 kim 2 lịch đầy đủ các tính năng với cỗ máy F6 của Oren đó chính là máy cơ tự động có hỗ trợ có tay và có cả dừng kim dây khi chỉnh giờ đó là những cái tính năng rất cần thiết và cái thứ hai nữa là với một thiết kế vòng benzen tính giờ thể thao rất là tiện lợi và nghe rất là đã tai khi các bác sử dụng để có thể tính giờ và nó cũng có phần trang trí cho các bác trong quá trình sử dụng chiếc này thì nên tay nó thuộc dòng thể thao sport cho anh em có thể ưa thích cái phiên bản nó khỏe một chút thì chiếc này nó đáp ứng cho anh em được điều đó phần khóa thì cũng chưa có sức giam luôn cũng có nhưng mà gần như là ít chiếc này thì nó gần như là có khóa nguyên bản và đánh phay xước có logo của Oran và sẽ có khóa hai lớp này khóa gặp hai lớp của Oran. ở à, trước này thì giao lưu cho các bác với mức giá là 3 triệu 950 ngàn máy đời cao phiên bản uh, được order tại thị trường Nhật Bản và chúng ta sẽ có mức giá rất là phù hợp cho các bác quan tâm đến cái sản phẩm Oran uh, Marco 4 hoặc Oran Kamasu trên này thì được chị em về rất là nhiều cái bản xanh nục bảo ấy thì nó có mức giá khá là cao gần 5 triệu tuy nhiên cái bản Pepsi này đợt này về giá nó tốt hơn ở uh, ba triệu chín trăm năm mươi ngàn nếu mà các bác quan tâm thì có thể liên hệ với dự định có số online ở góc trái màn hình để được tư vấn và đặt hàng đó là những mẫu sản phẩm mà đời này em về khá là nhiều mẫu hay trong thời điểm tới trong vòng một tháng tới có nhiều cái mẫu rất là hay ho nhé anh em quan tâm thì có thể liên hệ với duy định để được đặt hàng và cũng như là hỗ trợ đặt hàng trước vì nhiều lúc cũng lên video này uh, lên video sau chỉ gần 30 phút hoặc là một tiếng thôi là đã không còn đấy thì nhiều anh em cũng rất là tiếc với những cái sản phẩm này nó ít khi về lại máy nướt thì uh, mỗi lúc nó về một kiểu, mỗi lúc nó về một chiếc nên nó không được như máy mới. Máy mới thì em sẽ về thường xuyên. Các bác cần chiếc nào máy mới cứ alo em có tất cả các cái mẫu đến từ thương hiệu nhật bản như Seiko hoặc Citizen. Uh, đến sản phẩm cuối cùng là sản phẩm số 4 trong video ngày hôm nay thì chiếc này em về khá nhiều rồi trong thời gian vừa rồi. Về đến bốn năm chiếc máy nướt cũng như là máy mới cũng có cả. Uh, và thực sự chiếc này là một chiếc uh, nó vô cùng là khỏe với mặt màu đen piano. Đó, kèm vào đó thì nó sẽ có một cái thiết kế size to là size 42 phù hợp cho các bác có chu vi của tay tầm khoảng 16 trở lên. Về chiếc này thì độ mới của nó khoảng 90 90 phần Nó về dây đánh phay xước thì cũng có vài cái vết xước răm. nó xước răm nhỏ ở cái mắt này. Tuy nhiên thì nó cũng nhỏ thôi, không lớn đâu. Xước nó xước răm khi mà bác lên tay một vài lần thì nó cũng uh, có thể là có những cái vết xước như thế này. Còn khóa của chúng ta thì khóa đánh phay xước này. Có logo của Seiko. Còn về thiết kế mặt sau thì chúng ta đang có thiết kế đáy hở, đầu máy 4R38A, thiết kế búa văng vàng và với những thông tin như kính sapphire. Uh, bản Min Japan được trước này được sản xuất tại uh, thị trường Nhật nội địa. Uh, và chúng ta sẽ có những cái thông tin về cái dòng SRI. Chiếc này thì đang chia sẻ cùng các bác đó chính là mã D177 size 42, mã SRI 053. Chiếc này thì mang cái mã số Nhật nội địa. Được sản xuất và lắp ráp hoàn toàn tại thị trường Nhật Bản với mã là RRI 053 và mặt màu đen chiếc này thì em còn mặt trắng new 100% mặt trắng thì đang chia sẻ với các bác là khoảng mức giá 5, ,5 triệu rưỡi còn chiếc này thì đang giao lưu cùng anh em với một chiếc lướt qua sử dụng rất là đẹp với mức giá là 4 triệu 200 ngàn dành cho bản máy đời cao của Seiko thường thì máy nam với cái mức giá trị như thế này các bác mua với cái dòng đầu máy 4R máy nước thì các bác tiết kiệm rất là nhiều nhé Ờ, tiết kiệm rất là nhiều thường nếu mà chúng ta chi trả cho máy mới mức giá khoảng 4 triệu loanh quanh 4 triệu thì các bác chỉ mua được máy 7S của Seiko thôi và kính hát lách thôi chiếc này thì nó đang có máy 4R38 rồi và nó có kính sapphire rồi thân vỏ thì dây đúc này có thiết kế dây đúc nhá dây đúc đặc nên tay nó sẽ không có hiện tượng rão dây trong quá trình sử dụng và nó đang sử dụng là chốt ống ở trên này có kính sapphire rất là trong trẻo chống sức hoàn toàn ở mặt màu đen piano cọc số sẽ là cọc vạch đánh phai bóng Kim Dofin, nó góc 3 giờ sẽ còn núm chỉnh và logo chữ S chính là dòng cao Seco Plisette mới có cái logo chữ S này ở chiếc này đang giao lưu cùng các bác mức giá là 4 ,2 triệu 2 nếu các bác quan tâm thì có thể liên hệ với dự định qua số online để được tư vấn hỗ trợ và đặt hàng và các bác quan tâm đến tất cả những mẫu sản phẩm nào mang những cái thương hiệu của Nhật Bản cứ của Nhật Bản thì bé em sẽ order và sẽ đặt hàng cho các bác một cách Uh, cũng khá là nhanh gọn và mức giá thành vô cùng là hợp lý. Nếu các bác mua máy mới thì tiết kiệm từ khoảng 30 đến 50% so với hãng và đại lý store đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Còn nếu mà các bác muốn tiết kiệm hơn, máy ngon thì các bác có thể sở hữu sang những cỗ máy lướt. Nó sẽ tiết kiệm hơn cả máy mới thì trong khi các bác có thể so sánh với giá hãng là các bác tiết kiệm được khoảng 60%, 60% so với giá mới đấy. Nên uh, các bác tiết kiệm siêu tầm được rất là nhiều. Và với những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay muốn gửi tới cho anh em với mức giá vô cùng là hợp lý và tuyệt vời. Rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi video này. Sau đây thì em xin kết lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.